Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng. Một thời thiền kéo dài bao nhiêu tiếng là hợp lý ạ? Thời thiền kéo dài trên dưới 3 tiếng thì vừa đủ. 3 tiếng đến 4 tiếng. Ngắn nhất thì được 2 tiếng, trung bình tốt hơn chút thì được 3 tiếng. Tốt nữa thì 4 tiếng. Còn nếu như mình có thể kéo dài được hơn nữa thì càng tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Khi ngồi thiền liên tục cảm nhận về các cảm thọ của thân, thì có những hạt Kalapa sinh lên và diệt đi rất nhanh. Vậy mình làm sao quan sát chúng để thấy được các sát chân đấy ạ? Ngồi thiền mà thấy những cái ánh sáng mờ mờ mà mình nhận đó là hạt Kalapa thì nó không đúng. Khi nào mình thực hành thiền tứ đại thì chứng đắc đến cận định của thiền tứ đại thì mới thấy được các hạt Kalapa. Lúc ấy cần phải phân biệt tứ đại trên từng hạt Kalapa ấy, phân tích các hạt trong hạt mờ khác nhau, rồi phân tích theo 28 loại sắc Rupa Kalapa khác nhau thì lúc đấy mới là thấy được sắc chân đế. Còn đang ngồi thiền mình thấy những cái hạt bay bay đấy nó không phải là hạt sắc, nó không phải là Kalapa nên không được nghĩ như thế. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Nếu một người chỉ tu chứng sơ thiền thì có đủ điều kiện chứng đắc Niết Bàn được không ạ? Đấy, trong bài kinh này Đức Phật đã nói rõ với một người mà tu chứng sơ thiền là đủ điều kiện để tu tập để phân tích ra được thân Nam Muội. Nếu như vị ấy chỉ trú ở sơ thiền thì không chứng được Niết Bàn nhé. Chứng đến sơ thiền rồi vị ấy cứ trú ở sơ thiền hoài 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 thì sau này vị ấy chỉ sinh về cái cõi sơ thiền mà thôi, chứ không thể chứng Niết Bàn được. Vậy khi tu chứng đến sơ thiền rồi thì vị ấy cần phải phân biệt ra thân Nam Muội này, vị ấy hướng vào nội thân mình, phân biệt ra được cái tứ đại trên thân rồi mới thấy ra được sắc uẩn ở trên thân sáu căn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, rồi sau đó vị cũng thấy ra được các cái thọ ở các cái tâm nội trình tâm ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi thấy tưởng hành thức tức là tâm tâm sở, rồi sau đó vị phải quán được cái pháp duyên khởi là cái nhân nào nó sinh nên cái danh sắc thân nam muội này, rồi sau đó mới quán về cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó nữa. Thì khi quán như vậy, tuệ chi như vậy thì vị ấy sẽ đủ điều kiện để chứng đắc Niết Bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu. Làm sao để duy trì việc hành thiền nhất quán đều đặn mỗi ngày ạ? Thì cần phải buông xả, cần phải buông bỏ những cái bận rộn, những cái năng xăng, những cái tạp niệm. Để mình không bị vướng bận, không bị bận rộn. Nếu như mình có được cái môi trường thực hành thiền, mình phải đến một cái môi trường thiền nào đấy để mình tuân thủ theo cái nội quy, theo cái thời khóa ở đấy thì đảm bảo mình sẽ duy trì được cái sự thực hành thiền đều đặn mỗi ngày. Còn nếu mình sống một mình chưa có cái nền tảng, mình chưa thành tựu được cái niềm tin nó chưa được mạnh thì tinh tấn nó cũng sẽ không mạnh. Thì chánh niệm nó không mạnh, thì cho nên là mình cần phải lúc đầu mình cần phải học pháp đó ở một cái môi trường thiền có giờ giấc, có kỷ luật, và dần dần từ đó mình sẽ thành tựu được thói quen là hành thiền hàng ngày. Thì lúc ấy mình sống một mình mới duy trì được. Còn nếu bây giờ mình chưa có được cái thói quen đấy mà mình sống một mình, nó sẽ giải đãi phóng dật, mà sẽ cái lúc nó tinh tấn thì mình thực hành, nhưng mà cái lúc cái giải đãi lười biếng phóng dật hay là cái tâm mà ham vui thích những cảnh bên ngoài nó khởi lên là mình sẽ bỏ, nên sống độc cư viễn ly thì mình dễ dàng duy trì được hàng ngày. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trương Phúc. Con làm nghề cắt cỏ cây, con hay làm cho các chùa và lấy tiền công. Con nghe nói chỉ làm công đức cho chùa thôi, còn lấy tiền công của chùa thì bị mang tội ạ. Con mong sư giải đáp cho con khỏi lo lắng ạ.
lấy tiền công thì đấy là mình đang đi lao động, làm một công việc chính đáng, làm một cái công việc ấy, là cái công việc, là cái việc làm ăn, là cái sinh nhai của mình. Mình không ăn cắp, mình không lừa đảo, mình không phá hoại, mình không có ác ý với chùa, thì mình không hề có tội lỗi gì hết. Lấy tiền công là xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Vì vậy cái người nào mà nói rằng mình lấy công mà phải tội thì cái người đấy mới là người đang nói sai. Có thể là do hiểu sai, do vô minh, do tà kiến mà nói thế, hoặc là do có ý đồ xấu muốn bóc lột sức lao động của người khác mà nói vậy. Nói vậy không đúng. Nên cứ yên tâm, cứ làm, cứ lấy công bình thường. Còn lúc nào mình xác định ta làm công đức công quả, làm để lấy phước, làm không cần lấy công, thì lúc đấy mình hẳn làm công đức, làm gì nó ra cái đấy, làm lấy công ra lấy công. Còn làm để lấy phước thì lúc đấy mình không cần lấy công, thì lúc đấy hẳn làm không lấy công. Còn bây giờ mình làm lấy công để kiếm sống thì cứ lấy công bình thường. Xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Con muốn tu đắc đạo ngay trong đời này thì cần có những điều kiện gì ạ? Muốn tu đắc đạo ngay trong đời này thì cái việc đầu tiên là mình cần phải buông bỏ, buông xả những cái nó làm, những cái trói buộc ở thế gian, những cái trói buộc ở thế gian, như buông bỏ nhà cửa, buông bỏ vợ con, buông bỏ tài sản, buông bỏ công việc. Vì ấy từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống thế gian, vì ấy trở thành một, vì ấy có thể chuyên tâm thực hành giới định tuệ, thì vì ấy sẽ, thì sẽ chứng được niết bàn ngay trong đời này. Tức là cái cuộc đời sự nghiệp của mình sẽ gắn với cái công phu thực hành thiền chỉ thiền quán mà thôi. Chứ nếu như mình còn muốn làm những cái phận sự nhưng ở khác mà không có thời gian để miên mật công phu thực hành thiền chỉ quán thì không thể thành tựu sự giải thoát đắc đạo ngay trong đời này được. Đắc đạo trong đời này được thì hãy dành hết cái thời gian, cái sức lực, cái những cái ngày tháng, cái còn sống ở trong cái kiếp sống này để mà thực hành thiền chỉ quán, mà không làm việc gì khác nữa, dứt bỏ hết mọi cái công việc phận sự khác thì may ra có thể thành tựu được trong đời sống này. Vì ấy cần phải có một cái chú xứ phù hợp, cần phải có thân cận với một cái vị thầy có thể hướng dẫn được thiền chỉ quán, và vị ấy phải tinh tấn thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy. Và nếu như vị ấy có thể chứng được từ sơ thiền trở nên thì vị ấy có thể đi đến chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp này được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thảo. Con muốn quy y Tam Bảo tại chùa Phúc Minh của sư thì có được không ạ? Cần điều kiện và thủ tục như thế nào ạ? Muốn quy y Tam Bảo thì có hai cách. Một là đến chùa vào các ngày giới là tốt nhất, những ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23, ngày 30 là những ngày sẽ to thọ giới, sám hối thọ giới. Hoặc là vào Zoom, cứ mở Zoom ra và hôm đấy sẽ đọc theo. Chỉ cần quy Tam Bảo thì cái điều kiện đó là cần đọc đúng được cái câu Tam Quy bằng tiếng Bali, thọ chỉ Tam Quy bằng tiếng Bali. Mình đọc được cái câu niệm Phật bằng tiếng Bali 3 lần, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đấy. Đọc được cái câu đấy, rồi đọc được 3 lần cái tiếng con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng bằng tiếng Bali, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Mình đọc được 3 lần như vậy, thành tâm quy Tam Bảo như vậy là thành tựu. Có thể ngồi tại nhà mở Zoom ra đọc cũng được, mà đến chùa để cho cái tâm tinh tấn nó mạnh mẽ lên thì cũng được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Phật tử tại gia đi chùa lễ Phật thì lên cầu nguyện như thế nào ạ? Với một người Phật tử tại gia khi đi chùa lễ Phật
Khi niệm Phật thì cần phải hướng đến thứ nhất là sám hối những lỗi lầm mà mình đã tạo ra. Như con có những cái thân tội lỗi, thân con nó tạo tội lỗi hay là lời nói tội lỗi hay là ý nghiệp tội lỗi có phạm đến tam bảo, đến cha mẹ thầy tổ hay là có phạm lỗi lầm gì, con xin được sám hối để dứt bỏ những lỗi lầm ấy. Rồi sau đó thì mình có tạo ra được cái công đức phước lành gì đấy thì mình mới hồi hướng phát nguyện, như là công đức của việc lễ Phật hay là công đức của việc tụng kinh hay là công đức nghe giảng pháp hay là công đức của cúng giàng hay là công đức ngồi thiền, công đức tu tâm, cái tâm thành kính ấy tạo ra được cái phước lành gì thì hãy nguyện, hãy hồi hướng phát nguyện cầu mong cho con đoạn trừ được những ô nhiễm phiền não. Đấy là cái cầu mong tha thiết và quan trọng nhất, là cho con đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, đoạn trừ được khổ đau sinh tử, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Rồi sau đó mới cầu mong tiếp, là cầu mong cho những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của con được an vui lâu dài, cầu mong cho những người thân còn hiện tại được an vui và cầu mong cho tất cả chúng sinh được an vui thoát khổ đau. Đấy, thì cầu mong chung chung như vậy là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bùi Vân Anh trên YouTube. Thưa sư, con muốn hỏi về mối tương quan giữa giáo lý A Tỳ Đàm và pháp hành thiền ạ. Có vị cho rằng nếu không học, tìm hiểu giáo lý A Tỳ Đàm thì khó có thể hành thiền được. Vì nếu có hành thiền thì cũng không rõ được mình đang thực hành gì, như thế nào. Con kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Thì trong cái pháp A Tỳ Đàm thì cũng nói về các pháp chân đế, về tâm tâm sở và các sắc pháp mà các pháp niết bàn. Các cái pháp chân đế ấy nó tương ưng với cái quá trình một cái người thực hành thiền tuệ, thiền Vipassana thì cũng sẽ phân tích ra tâm, tâm sở, sắc pháp, rồi quán những cái pháp chân đế ấy cho đến khi giác ngộ niết bàn. Thì với một người mà thực hành thiền, có những người thì có kiến thức A Tỳ Đàm thì càng tốt, nhưng cũng có người không có vẫn hành thiền được. Vì cái sự thực hành thiền không phải là cái người tự thực hành. Với một cái người học thì có thể tự học được, mình có thể tự học và cũng có thể có một vị thầy dạy mình học. Nhưng mà đối với pháp hành thì mình cần phải có một vị thầy dạy pháp hành thì mình mới biết được mình có thành tựu hay không. Khi một cái vị thiền sinh ấy mà có hành thiền với một cái vị thầy dạy có nội trình, có bài bản, có phương pháp thì cũng sẽ dựa trên cái giáo lý, cái nền tảng cốt yếu ở trong A Tỳ Đàm, rồi dần dần cũng sẽ tuần tự phân tích ra được tâm tâm sở sắc pháp, các pháp duyên khởi, tính sinh diệt vô thường vô ngã, tương tự như vậy. Thì vậy nên khi mà với cái người có trình độ rồi thì đến lúc vị đó học thiền thì nó dễ hơn, nó dễ hiểu hơn, nó dễ hiểu hơn, vị ấy thực hành nó nhanh hơn một chút. Còn với một người chưa từng học vi diệu pháp A Tỳ Đàm đấy thì đến lúc thực hành thì vị đó sẽ vừa hành vừa học. Khi mà vị đó phân tích các cái sắc thì vị đó sẽ phải học qua những cái đặc tính của cái sắc ấy nó như thế nào, chức năng nhiệm vụ sự thể hiện nhân ngần nó ra làm sao. Khi mà vị đấy hiểu rõ được cái đặc tính rồi thì vị ấy sẽ phân tích được ra nó. Cũng như vậy, mỗi một cái tâm, mỗi cái tâm sở nó có cái đặc tính, có chức năng của nó, có nhiệm vụ, có thể hiện và có những cái nhân sinh ra nó như thế nào. Thì vị ấy đã vừa học để biết cái đặc tính của nó thì vị ấy cũng sẽ phân tích ra được nó. Vậy nên người có học rồi thực hành thì nó sẽ nhanh hơn, dễ hơn, đỡ lệ thuộc vào cái vị thầy dạy hơn mà thôi. Còn với người chưa từng có kiến thức đấy thì vị ấy có thể hành nó sẽ chậm hơn, vất vả hơn một chút xíu, và nó hành sẽ chậm hơn, lâu hơn một chút, nhưng vẫn thành tựu được, vẫn thực hành được, vẫn có thể đi thực hành được hết nội trình, hết cái giáo pháp. Và khi thực hành xong rồi thì vị ấy vẫn hiểu được
Như cái người đã từng học học có kiến thức rồi với người chưa có kiến thức, khi thực hành cũng sẽ thành tựu như nhau, không không đáng lo ngại về cái chuyện đó. Người đã từng học rồi cũng hành được, mà chưa học cũng vẫn hành được hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bách. Thiền Tông có câu kiến tánh thành Phật và kiến tánh khởi tu. Chúng con nên hiểu ba câu ấy như thế nào ạ? Kiến tánh thành Phật này nó là do cái câu nói của một cái vị sư nào đấy về sau này nói chứ. Thì kiến tánh mình phải cắt nghĩa, cái ý nghĩa của cái câu đấy thì xem nó có lý hay không. Kiến là thấy, tánh là tâm, thấy tâm. Cái việc thấy tâm thì nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Thì thấy ở đây mình có thể được hiểu nó là trí tuệ. Kiến là trí tuệ, kiến là chánh kiến là thấy. Tánh ở đây nó là tâm tánh, nó gọi là tánh tham, tánh sân, tánh si đấy. Thì nó cũng có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Có thể cắt nghĩa là cái tánh là như vậy, thấy tánh. Vậy thì thấy tánh rồi thì phải thấy được sự tập khởi của tánh nữa. Nhân nào sinh ra cái tâm này? Có cái tâm, cái tánh ấy, thì nó có cái tâm, thì nó có cái tâm quả. Nó có cái tâm duy tác, hay là nó có những cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vương, tâm sở. Thế là vị ấy phải thấy ra như vậy. Rồi vị ấy thấy tâm, thấy các cái nhân sinh ra tâm. Thấy cái sự diệt tận được các cái tâm ấy, nên là vị ấy phải thấy ra được những cái nhân nào nó sinh lên và nhân nào nó diệt đi. Tại sao nó sinh lên tâm tham là do cái gì, nó có cái nhân hiện tại hay nhân quá khứ như thế nào. Tại sao nó sinh lên tâm sân, tâm si này, vị ấy thấy ra được cái sự sinh lên thì vị ấy sẽ thấy ra được cái sự diệt đi. Vì khi mà vị ấy thấy ra được cái sự sinh lên diệt đi ấy thì vị ấy mới giác ngộ ra được tính, ồ, tâm là vô thường, tánh là vô thường. Ta thấy được cái vô thường trên cái tánh tham rồi, thấy được vô thường trên tánh sân, thấy được vô thường trên tánh si. Vì vô thường cho nên nó khổ, vì khổ nên nó là vô ngã. Nó vậy thì cái tham này từ trước đến giờ cứ tưởng là ta tham, nhưng thật ra tham nó chỉ là cái sự sinh diệt do nhân duyên nó sinh, nhân duyên nó diệt đi mà thôi. Cái sân, cái si, cái tuệ, cái tư duy, tất cả mọi cái ấy nó cũng luôn luôn là sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã. Vì vậy cho nên vị ấy thấy ra được cả cái tâm, tâm sở, thấy ra được cả cái sinh diệt của các tâm, tâm sở ấy thì vị ấy giác hiểu ra được các sự thật, hiểu ra được các sự thật, giác ngộ được các sự thật thì lúc đấy vị ấy là bậc giác ngộ. Là bậc giác ngộ thì Đức Phật là bậc giác ngộ. Nếu cái người nào mà cũng hiểu đúng như Phật, đoạn trừ được những cấu uế phiền não như Đức Phật, cũng thấy được Niết Bàn thì cũng giống như Đức Phật, là nó tương ưng với Đức Phật. Ở cái chỗ vị ấy cũng sẽ thấy được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tha mái, giải thoát khổ, tử sinh luân hồi trong tam giới. Thì đấy là kiến tánh thành Phật, thì cần phải được hiểu một cách rõ ràng, sâu xa, đầy đủ như vậy thì cái câu nói ấy có ý nghĩa. Còn nếu như một người mà hiểu một cách cạn cợt, hiểu một cách hời hợt, hiểu một cách không đến nơi đến chốn thì dễ rơi vào cái tà kiến chẳng, và vị ấy bị mông lung luẩn quẩn ở trong ấy. Vậy thì mình chỉ dựa vào một câu nói ấy chưa hiểu được Phật Pháp. Người phải có một cái kiến thức sâu xa hơn, có cái sự hiểu sâu rộng hơn thì mới giác ngộ ra được. Chứ chỉ dựa vào một câu nói, trong 84.000 pháp môn có rất nhiều những câu rất thâm thúy, rất sâu sắc. Nhưng mình chỉ hiểu một câu ấy là sẽ hiểu phiến diện, là sẽ gây ra cái sự hiểu lầm. Còn nếu như mình có một kiến thức rộng hơn, sâu hơn, nhiều hơn, từ một câu ấy hiểu ra nhiều câu khác nữa thì sẽ mới hiểu đúng bản chất của giáo pháp được. Giáo pháp thì có tới 84.000 pháp môn, chứ không phải chỉ có trong một câu nói ấy.
Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Trang trên Zoom ạ. Hàng ngày trên đường đi làm, con thường niệm ơn Đức Phật và giả tâm từ cho cha mẹ, chồng và các con của con. Việc niệm ơn Đức Phật dọc đường như vậy có được không ạ? Niệm ơn Đức Phật thì rất là tốt. Đệ tử Gotama luôn luôn tỉnh giác, không lộn ngày hay đêm. Ân Phật Đà thường niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm vô thường của vô ngã. Những cái đấy thì cứ luôn luôn liên tục niệm, đấy là sống trong chánh niệm. Còn đại tâm từ thì đừng có đại tâm từ cho chồng con cha mẹ, vì nó dễ sinh ra tham ái luyến ái. Mình hãy đại tâm từ đến tất cả chúng sinh, đến tất cả chúng sinh không giới hạn gì cả. Đại tâm từ thì đại tâm từ cả những người kính, người thường, người ghét. Đại tâm từ đặc biệt là nên đại tâm từ đến những người có mâu thuẫn với mình, những người có oan trái với mình, những người có thể gây ra sự nguy hiểm cho mình, những người mà mình cảm thấy nguy hiểm, đáng sợ, càng cần phải đại tâm từ cho họ để họ không làm hại mình. Còn những người thân của mình yêu thương, luyến ái quá lớn rồi, đâu có mâu thuẫn gì đâu, còn phải đại tâm từ làm chi nữa. Càng đại tâm từ tham ái nó càng dính mắc nặng vào. Nên là đại tâm từ đến những người mình ghét ấy, thì tốt hơn. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Các bậc thánh A-la-hán hành động với tâm duy tác thì sẽ không còn tạo nghiệp. Điều này làm con thấy rất khó hiểu. Theo ý hiểu của con thì cứ có tướng tác sẽ tạo nghiệp. Con xin sư giảng thêm cho con về nghiệp và tâm duy tác ạ. Nghiệp là khi mà mình cố ý làm một cái việc gì đó thì đó là nghiệp. Nghiệp là khi mình khởi lên cái tâm chủ động làm một cái việc gì đó, cố tình một cái làm một việc gì đó thì nó có ác nghiệp và thiện nghiệp. Và nghiệp duy tác là không thiện không ác. Khi mà mình cố ý làm một việc thiện như là cố tình giữ giới chẳng xa việc ác, cố tình lễ Phật hay là bố thí cúng dường tụng kinh, tu tập tu tâm học đạo, thì đấy là mình không phải là tự nhiên mà mình làm việc ấy, không phải cái việc ấy nó diễn ra không phải trong vô thức mà có ý thức. Mình cũng chủ động mình làm, mình khởi nên cái tư tưởng cố tình làm cho nên thì nó là thiện nghiệp. Còn khi mình làm việc ác mình cũng phải có cố ý, cố tình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đó nó có cái sự cố ý ở trong đó rồi mình mới làm, vì vậy cho nên nó tạo thành ác nghiệp. Thiện nghiệp hay ác nghiệp do cái tâm của mình chủ động hướng đến chủ trương làm việc ấy. Vì tại sao mà nó tạo thành nghiệp là bởi vì mình còn có cái sự chấp trước rằng ta làm việc này, ta làm việc kia. Khi mình làm việc ác, mình cũng nghĩ là ta làm việc này, ta sát sinh, ta trộm cắp. Mình còn thấy cái thân năm uẩn này là ta của ta, tự ngã của ta. Khi mình làm việc thiện vậy, mình còn thấy cái ta giữ giới, bố thí cúng dường, học đạo tu tâm này. Nó vẫn còn cái ta ở trong đó, vì nó còn có cái chấp thủ là ta. Cho nên là những cái nghiệp đấy, nó sẽ để lại cái nhân, nó khiến cho mình trổ quả, nó tạo thành một cái thân ở năm uẩn ở tương lai, rồi nó sẽ trổ những cái quả báo ấy ở trong cái kiếp sống ấy, do mình còn chấp trước thân này là ta của ta, tự ngã của ta, cho nên nó những cái nghiệp lực nó sẽ đi theo cái chấp thủ ấy, đi theo cái tham ái, cái vô minh rồi, và nó cứ sẽ đi luân hồi tái sinh, rồi nó trổ những nghiệp thiện ác do mình đã tạo nên. Còn với một bậc thánh A-la-hán thì thấy được cái thân năm uẩn này là rỗng không, là vô thường, là vô ngã, là giả tạm, chỉ là danh sắc, thì vị ấy chỉ thấy rằng cái thân này nó hành động. Khi vị ấy làm một cái việc gì, bố thí, lễ Phật hay ngồi thiền, thì vị ấy cũng chỉ thấy cái năm uẩn này nó đang bố thí, năm uẩn này nó đang lễ Phật, năm uẩn nó đang ngồi thiền, thì lúc đấy vị ó không thấy cái ta ở trong cái năm uẩn này nữa, vì đấy chỉ thấy đây là đất nước nổi gió, đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, và vị ấy thể nhập với cái trí tuệ ấy, vị ấy sống với cái trí tuệ ấy,
vị ấy không còn một chút ảo tưởng vô minh nào nữa, mà vị ấy luôn luôn trú ở trong cái trạng thái ấy. Thì khi làm một cái việc gì đó, vị ấy có khởi lên cái tâm làm việc này, có khởi lên cái ý định, chứ không phải là không, vị ấy vẫn khởi lên cái ý định làm việc này, làm việc kia. Nhưng mà trong khi làm, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, vị ấy đều không có cái ta làm cái việc ấy. Cái trí tuệ của vị đó chỉ thấy thân năm uẩn, nó có cái hành động này, thân năm uẩn, nó có cái hành động kia, và nó đã sinh nên diệt đi rồi, nó cái gì là quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến, chỉ có cái hiện tại luôn luôn trong trạng thái vô thường của vô ngã, sinh diệt diệt sinh như vậy thôi. Cho nên vị đấy không có cái chấp trước, đây là ta, là của ta, hay là ta làm việc này, ta làm việc kia nữa, vì không có cái tham ái, không có cái chấp thủ ấy, cho nên là cái nó không để lại một cái nghiệp thiện ác gì nữa. Vì còn tham ái, còn chấp thủ thì những cái hành động ấy nó mới để lại những cái nghiệp nực. Cái nghiệp nực nó phải cuốn hút theo cái tham ái chấp thủ. Vì có vô minh thì có tham ái chấp thủ, không có vô minh thì không có tham ái chấp thủ. Vì vị ấy không hề còn tham ái chấp thủ thì cái nghiệp nó không thể bám vào đâu được, nó không thể khởi lên được, nó không thể tồn tại được, và nó sinh lên lúc đấy, nó diệt đi ngay trong lúc ấy. Vì vậy cho nên một vị A-la-hán làm một cái việc gì xong nó chấm dứt ngay tại đó, vì cái trí tuệ của vị ấy thấy rõ cái tính sinh diệt vô thường vô ngã rồi, cho nên nó không để lại cái nghiệp nực, nó không đi theo vị ấy nữa. Cho nên vị ấy làm cái việc gì nó cũng là duy tác, nó chỉ là cái hành động tạo tác nhất thời ngay trong thời điểm ấy, sát na ấy mà thôi, chứ nó không còn lưu lại một cái nghiệp gì, cho nên nó không để lại cái quả gì của cái hành động ấy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Claire Nguyễn trên YouTube. Nếu trong công việc phải nói chuyện nhiều và trong đời sống hàng ngày nói chuyện nhiều mà vẫn ngồi thiền 4 đến 5 tiếng trong ngày thì có đắc thiền được không ạ? Vị ấy mà chưa đắc thiền mà cố gắng cho đắc thiền thì trong 4-5 tiếng một ngày thì 4-5 tiếng ấy vị ấy sẽ mất tới 90% là vọng tưởng về những cái lời nói ấy rồi. Thì cái chánh niệm ấy nó rất là yếu, cái tâm ô nhiễm ấy nó rất là lớn, cho nên cái việc thành tựu được cái sự đắc thiền ấy là rất khó có thể xảy ra. Và nhất là trong cái câu chuyện ấy, vị ấy nói chuyện về cái gì nữa, nói đến những cái pháp thế tục, nói về những cái pháp ô nhiễm, mà nói những chuyện bất thiện nữa, thì không bao giờ có được một chút định tĩnh nào, đừng nói đến đắc thiền. Kể cả nói chuyện về Phật Pháp, nói những câu chuyện ni dục ni tham nhiều, đến lúc ngồi nó vẫn còn vọng tưởng, huống chi mà nói những cái chuyện đời, mà ngồi một ngày 4-5 tiếng không đủ để nó gột, nó không đủ để nó nắng nạn những cái loạn động năng xăng do cái lời nói, do ngôn hành khẩu hành bị dao động ấy, nên là cái người ấy không có đủ điều kiện để chứng đắc các tầng thiền. Hoặc nếu như có chứng đắc các tầng thiền rồi mà nói chuyện nhiều như vậy, rồi dành ra 4-5 tiếng ngồi thiền cũng không giữ được. Đừng nói gì đến chuyện chưa chứng thiền mà muốn chứng thiền. Muốn chứng thiền thì im lặng tuyệt đối, đừng nói gì. Và hành thiền gấp đôi thời gian đấy lên thì may ra còn có hy vọng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tỉnh Kiến. Hiện tại bản thân được sinh làm người, có tri giác, nhận thức. Vậy kiếp sau hoặc các kiếp tiếp theo có thể trở thành vật bất tri giác, cục đá quậy, cỏ cây được hay không ạ? Bất tri, cái vật vô tri ấy, cái thân mình là vật vô tri rồi. Cái thân thể vật chất này này, khi mà nó có những cái sắc thần kinh ở trong đấy thì mình mới có những cái cảm thọ thôi. Còn những cái sắc thần kinh ấy nó tên hiệt đi cái thì nó là bất vô tri đó. Còn những cái sắc thọ tưởng hành thức của mình thì nó chỉ là cái tâm, chứ nó không phải là những cái vật chất. Vậy cho nên là một con người
Thì nếu như còn vô minh tham ái chấp thủ thì đi tái sinh, thì tái sinh thành một chúng sinh có cái mạng căn, có thức tính, có thể vị ấy tái sinh là một người hay một sinh vật khác. Chứ vị ấy không đi tái sinh thành những cái vật vô tri, tức là vị ấy không không bao giờ có một chúng sinh đi tái sinh làm cây cối. Cây cối là do thời tiết nó sinh ra. Tất cả những cái cây cối, những cái vật vô tri đấy, nó chỉ có một cái yếu tố, đó là thời tiết, do đất nước nửa gió, do cái sự hài hòa của bốn đại, cái sự cái nhân duyên sinh khởi của thời tiết bốn đại mà nó tạo nên sự sống của thảo mộc, của cây cối, chứ không phải là chúng sinh đầu thai thành cây cối. Chúng sinh chỉ đầu thai thành chúng sinh mà thôi, thành những chúng sinh có thức tính, và là chúng sinh có tưởng hay vô tưởng thì đấy cũng là một chúng sinh có mạng căn, có mạng sống, chứ không phải là sẽ không có chúng sinh nào đi đầu thai làm vật vô tri cả. Hiểu như vậy sẽ là một sự hiểu sai, không là tà kiến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiên Lê trên Zoom ạ. Khi nghe sư giảng pháp vào các buổi tối hàng tuần, Phật tử nghe pháp mà mệt mỏi, nằm nghe pháp thì có phải là mang tội bất kính pháp không ạ? Khi mà nghe trực tiếp ấy, thì không nên nằm, nằm là bất kính. Nghe cũng phải có sự tinh tấn, nghe cũng là học, đang một cái người đang học pháp, nghe cũng là văn tuệ, nghe cũng là một cái sự thực hành. Nhiều người nghe pháp mà có thể đắc đạo được, như trong thời Đức Phật đó, nhiều rất nhiều người nghe pháp, nghe với tâm cung kính, nghe với cái tâm tinh tấn, nghe với cái sự nắng tâm, nghe với cái sự có tác ý, có suy xét, có ghi nhớ, có thể nhớ. Cho nên là nghe pháp không nên nằm. Nằm là chỉ khi nào mình không phải, mình coi cái việc nghe pháp đấy giống như là mình nghe gián tiếp, mình thu âm lại, nghe trong những cái hoạt động, các công việc hàng ngày. Đấy, thì cũng tạm tạm chấp nhận thôi. Có những người mà thật sự thận trọng, thật sự kính pháp, người ta không dám nghe pháp trong cái oai nghi nằm, trong bất cứ một cái lúc nào hết. Tức là khi nghe pháp người ta ít nhất là phải ngồi hoặc đứng. Đôi khi trong khi đi đường hoặc làm các công việc khác, người ta tranh thủ nghe pháp thì cũng có thể. Có một số người vì người ta có bệnh, quá mệt mỏi, hoặc là lúc ấy đang ốm, đang mệt, đang có bệnh, vì vậy thì được loại trừ, tức là chỉ được miễn trừ với người có bệnh thì được phép nằm để nghe pháp. Còn với một người khỏe mạnh thì không được, không nên nằm nghe pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sama. Một người phát nguyện tu tập theo hạnh Bồ Tát Đạo và một người phát nguyện tu chứng đắc Niết Bàn. Lộ trình tu tập của hai vị này sẽ như thế nào? Có gì giống và khác nhau ạ? Cái sự tu tập thì giống nhau, nhưng mà cái ước nguyện thì nó khác nhau mà thôi. Người tu Bồ Tát Đạo là cái người đấy sẽ nguyện thành Phật, chánh đẳng giác trong tương lai. Cho nên cái người đấy sẽ chú trọng là về các cái pháp ba la mật mạnh mẽ hơn, nhất là pháp bố thí ba la mật của vị đấy sẽ cao hơn, cái sự kham nhẫn của vị đấy sẽ nhiều hơn, là vị ấy hướng đến vì cái lòng thương chúng sinh, cái tâm bi, tâm đại bi của vị đó rất là lớn. Cái người mà thực hành Bồ Tát Đạo là một cái người có cái lòng đại bi rất là lớn, nó là chỉ muốn giúp cho chúng sinh thoát khổ đau. Vì vị ấy có cái tâm vị tha, làm lợi ích cho đời rất là lớn, rất mạnh, rất mãnh liệt, rất quyết liệt, sẵn sàng hy sinh cả những cái lợi ích của mình, hy sinh cái thân thể của mình, hy sinh cả mạng sống của mình vì cái lợi ích của chúng sinh. Có làm được như vậy thì hắn dấn thân hành Bồ Tát Đạo. Còn chỉ thích hạnh phúc cho mình, muốn chúng sinh phục vụ mình, muốn mình được an vui, sung sướng, hạnh phúc mà nói rằng tôi hành Bồ Tát Đạo là đang bậy bạ. Còn cái người mà muốn chứng ngộ Niết Bàn, đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau, thì cái người ấy sẽ chỉ có cái con đường nhanh nhất, đó là thực hành thiền chỉ quán. Cứ nỗ lực công phu thực hành giới định tuệ, thiền chỉ quán, thì vị ấy chứng ngộ Niết Bàn rất là nhanh.
Còn những người thực hành theo hạnh Bồ Tát đạo thì tùy duyên, vị ấy có thể hành chuyên tâm hành thiền cũng được, mà vị ấy chuyên tâm bố thí phục vụ cũng được, mà vị ấy có thể chuyên tâm giữ giới cũng được, thực hành một cái hạnh gì đó cũng được. Với cái người hành Bồ Tát đạo, hành Phật trong tương lai, cho nên cái sự tu chứng Niết Bàn với vị ấy là chưa gấp rút. Nhưng mà cái việc tạo các công đức, các cái phước lành, cái pháp ba la mật của vị ấy thì phải mạnh mẽ, và vị ấy phải làm lợi ích cho đời nhiều hơn, nỗ lực hơn. Thì đấy là cái lộ trình, nó có chút khác nhau như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hải Đăng trên YouTube. Khi con xem một cảnh chia ly hay tái hợp của một ai đó mà con không quen biết, và con không có tham ái hay chấp thủ nào đối với họ, nhưng con vẫn cảm thấy buồn và có khi rơi cả nước mắt. Lúc đó con thường quan sát tâm con có gì mà tại sao lại có tình trạng này xảy ra, nhưng con không thấy tâm tham ái khởi lên, cũng không suy nghĩ đến người thân của mình để có khởi lên tâm tham ái. Xin sư giải đáp giúp con, trong trường hợp này không có tham ái và chấp thủ với đối tượng đó, vậy vì sao lại có khổ sầu bi ưu não khởi lên ạ? Cái sầu bi ưu não khởi nên đấy, nó có tham ái nhưng mình chưa phân tích ra được cái nội tâm đấy, mình chưa có thiện xả hay chưa thành tựu, hay là chưa biết cách phân tích các cái tâm và nội trình tâm. Cái lúc mà mình khởi lên cái sầu bi, rơi nước mắt thương ấy, là lúc ấy mình có tham ái. Nhưng mà đến lúc mình khởi lại, ta quan sát lại tham ái này, thì lúc ấy tham ái nó diệt rồi, là nó đã trở thành quá khứ rồi, và mình lại không biết cách hướng tâm về quá khứ để phân tích ra cái tham ái đấy. Cho nên mình nghĩ là không tham ái, nhưng mà thực tình là mình có tham ái, có ô nhiễm với cái cảnh mà mình đang chứng kiến ấy. Nên là còn khi mà mình nhìn lại, vì cái tham ái nó không mạnh, vì cái tham ái nó thoáng qua, khi mà mình sực tỉnh lại, mình biết ở đây chỉ là phim, đây chỉ là cái bọn diễn viên nó đang diễn kịch, nó đóng phim, nó giả vờ vậy, nó đâu có thật đâu mà. Thì lúc đấy tự nhiên mình tỉnh táo lại, mình hết tham ái đi. Còn cái lúc mình đang chìm đắm vào những cái cảnh diễn của người ta, mình tưởng người ta như thế thật, người ta sầu bi ưu não, người ta đang gặp cái cảnh như thế thật, người thấy những cái cảnh trong phim ấy, mình lại tưởng thật. Thì cái lúc đấy là mình có vô minh, có ảo tưởng, có tà kiến, có tham ái, có si mê. Và khi tỉnh ra rồi, cái lúc mà mình sực tỉnh ra, đây chỉ là phim, thì lúc đấy nó lại không còn si mê nữa, thì lúc đấy nó lại thoát ra khỏi cái trạng thái đó đi. Thì cũng giống như là một cái người nào đấy, người ta nói dối mình, và mình tưởng là thật. Người ta đưa cho mình một cái cục có màu vàng vàng, người ta vàng đấy, mình tưởng thật, thích quá. Nhưng đến khi mình cầm, mình bọc một cái, nó không phải là vàng. Thì lúc đấy tự nhiên mình mất cái tưởng đấy đi, mất cái hiểu lầm đấy đi. Thì cái xem phim thì nó cũng tương tự như thế. Đó là vậy. Thì mình muốn biết được, mình phải hướng tâm về cái nút tham ái đấy, mình phân tích tâm trong cái nút mình đang khởi lên đấy, thì nó sẽ có, chứ không phải không có. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Tịnh. Ai là người cúng dường Đức Phật bữa ăn đầu tiên trước khi Ngài thành đạo ạ? Và vị sa di đầu tiên là ai? Lúc đó vị ấy bao nhiêu tuổi ạ? Cái người cúng dường Đức Phật trước khi thành đạo là cái cô này, cô là một cái người là trước kia cô đến một cái gốc cây đa đấy, cô ấy cầu tự, cô nghĩ rằng nếu con sinh ra được đứa con trai thì con sẽ cúng dường đến Ngài vào cái ngày rằm tháng tư. Trước đó thì cô đến cô cầu tự như vậy, thì sau này cô về cô sinh ra được một đứa con trai, rồi để mà tạ ân cái vị thần đấy thì cô ấy đã mang cái đĩa cơm sữa đấy đến gốc cây đa đấy để lễ tạ ơn. Thì đến đấy thì lại thấy Đức Phật đang ngồi thiền ở đấy, thì vị ấy nghĩ ôi hôm nay thần linh đã hiển lộ, vậy con xin cúng lên Ngài bát cơm này. Và cô ấy nghĩ như vậy thôi, rồi cô đến cô cúng dường, dâng lên Đức Phật.
Lúc ấy cô nghĩ Đức Phật như một vị thần linh, và Đức Phật đã thọ nhận cái món ăn đó, cơm sữa trên một cái đĩa vàng, một cái bát vàng. Cô cúng dường luôn cả bát ấy, không nhận lại luôn, cúng dường với một cái sự hảo tâm rất lớn. Nên là sau khi ăn xong thì Đức Phật cầm cái đĩa đó đi đến bờ sông Ni Liên Thiền. Đức Phật quăng cái đĩa xuống sông, bảo nếu ta đắc đạo thì cái bát này sẽ trôi ngược dòng sông. Và cái bát nó trôi ngược dòng sông, sau đó nó chìm dưới đáy sông ấy. Thì sau cái bữa ăn hôm đấy, đêm hôm đấy, Ngài ngồi thiền định, chiến thắng ma quân, chứng tam minh lục thông. Và đấy là bữa ăn trước khi chứng đắc niết bàn của nàng Suchata. Rồi khi mà Đức Phật thành đạo thì cái vị sa di đầu tiên là Rahuna. Sau khi mà Ngài về để độ hoàng thân Cúc Thích thì Rahuna đi xuất gia. Lúc đấy Rahuna 7 tuổi, 9 tuổi gì đó. Và đấy là vị sa di đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Duyên Nguyễn trên Facebook. Thưa sư, dục tầm, sân tầm, tầm là gì con chưa rõ. Đó có phải là tầm tứ đề mục để tu không ạ? Cái chữ tầm ở đây có cái ý nghĩa là hướng đến. Khi mà một cái người mà cái tâm nó cứ hướng đến dục thì được gọi là dục tầm. Cái người ngồi mà tâm nó cứ hướng về cái sân hận thì gọi là sân tầm. Tâm nó cứ hướng về sự não hại thì gọi là hại tầm. Thế cho nên là nhiều người cái ô nhiễm nó lớn khi ngồi thiền. Tâm nó không hướng đến đề mục thiền mà nó lại hướng đến dục, đến sân, đến hại tầm. Thì đấy là cái người đấy gọi là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Là tâm nó hướng đến cái cảnh đấy. Chứ không phải tự nhiên mà nó sinh ra thông dục. Cái tâm nó có hướng đến cái cảnh dục thì nó mới sinh ra tâm dục. Tâm nó có hướng đến cái cảnh sân hận thì nó mới sinh ra sân hận. Hướng đến cái người mà mình đang sân hận đấy, nó mới sinh đến cái não hại ác ý được. Còn tầm mà tâm nó hướng đến đối tượng thì đó mới được gọi là các cái gọi là tầm tầm tứ thiền chi. Khi mà tâm của mình nó cứ hướng đến cái pháp thiền, cái tự tướng liên tục thì lúc đấy được mới gọi là thiền chi tầm. Thì nó khác, có tầm có tứ. Thì cái giai đoạn đấy là vào các tầng thiền, tâm nó cũng hướng đến cái đối tượng liên tục, liên tục không gián đoạn như vậy. Thì sẽ thành tựu được các cái tầng thiền sắc giới. Thì cái tầm nó có cái đặc tính giống nhau là hướng đến, nhưng mà cái đối tượng nó hướng đến khác nhau, cho nên nó tạo ra những cái tầm khác nhau. Tầm đấy nó có thể đi với các tầng thiền sơ thiền, tầm đấy nó cũng có thể đi với cái tâm tham dục sân hận, nên đều gọi là tầm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An Nhiên. Em gái của con đã nhiều năm nay rất khó có con, nên con cố gắng làm nhiều việc thiện, việc tốt, tu tập, bố thí, phụng sự để hồi hướng công đức đó của con cho em gái, để mong em thành tựu được tâm nguyện. Liệu việc làm và mong ước đó của con có đúng pháp không ạ? Hay đó là mong muốn ích kỷ cá nhân cho em mình ạ? Vì con thấy ranh giới giữa việc thiện và tham mong manh quá ạ. Cái này nó cũng giống như là khi mà người em của mình có bệnh, xong là mình lại uống thuốc thay cho người đó. Mình lại uống thuốc thay cho này, mong cho người đó hết bệnh. Thì cái chuyện đó không thành tựu được, không thể có được. Nếu như khi nào mình thuyết phục được cô ấy thì phải làm việc thiện, phải tu những cái việc thiện rồi mong cầu thì may ra mới có thể có được. Cái chuyện mà một cái người vô sinh không có con, nó liên quan đến cái chuyện sát sinh của người đó. Người nào mà trong quá khứ mình hay ăn con của người khác, giống như người nào mà hay ăn trứng, trứng chim, trứng cút, trứng gà lấy ở trong ổ ra ăn thì sau này sẽ vô sinh, không có con. Và hãy sám hối điều đó thì thành tựu được. Như là trong thời Đức Phật có vị gọi là Vương Tử Bồ Đề, hai vợ chồng không có con thì thỉnh Đức Phật về cúng dường, và vị ấy trải ra một cái vải trắng, nghĩ rằng khi nếu Đức Phật đi lên cái tấm vải này thì cái ước nguyện có con của ta sẽ thành tựu. Và Đức Phật biết ý đồ đấy nên là Đức Phật đến, Đức Phật đã không bước lên cái tấm vải ấy, vì Đức Phật biết rằng vợ chồng người này không thể có con. Và cái nguyên nhân không thể có con đó là lý do trong một kiếp
hai vợ chồng này đi biển dạt vào đảo hoang, và trên đảo ấy có rất nhiều chim chóc, mà hai vợ chồng cứ nhặt trứng chim ăn, ăn suốt cả đầu đời, giữa đời và cuối đời, suốt đời cứ ăn chim non với lại ăn trứng chim như vậy, cho nên nó tạo thành cái ác nghiệp. Đó là nếu như đời này mà trong cả hai vợ chồng ấy có một người hướng thiện thì vẫn có thể thay đổi được nghiệp ấy. Nếu như trong đời này trong hai vợ chồng có một người sống hướng thiện thì sẽ thay đổi được. Nhưng cả hai vợ chồng trong cái kiếp ấy không hướng thiện, không biết tu tâm tạo phước, cho nên cái nguyện đấy không thành tựu. Hoặc hai vợ chồng ấy trong kiếp ấy được một khoảng thời gian nào đó sống hướng thiện, tức là đầu đời hoặc giữa đời hoặc cuối đời có một cái khoảng thời gian nào đấy có tu tâm hướng thiện thì cái sự mong cầu ấy vẫn thành tựu được. Nhưng mà Đức Phật quan sát thấy cả hai vợ chồng đều là những người sống không hướng thiện thì cái ước nguyện ấy không thể thành tựu được. Như vậy nếu một người không có con nhưng mà trong hai vợ chồng có một người sống hướng thiện, tu tâm tích đức rồi mong cầu, cầu nguyện có con có thể thành tựu được. Nên là cái pháp có con thì phải hướng cho hai vợ chồng ấy hoặc người ấy cần phải thọ bát quan trai giới, giữ những giới hạnh, đặc biệt là không sát sinh ấy, trộm cắp tà dâm nói uống rượu ấy. Rồi vị ấy cần phải làm những việc phước đức nhiều, công đức nhiều, phước lành nhiều, may ra có thể thành tựu. Nên là rất nhiều người người ta cầu tự người ta cầu con nhưng người ta phải làm những cái thiện nghiệp nhiều thì có thể thành công. Người khác cầu hộ cho không thành được, phải bản thân người đấy có sự thay đổi mới thành được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Thuyết. Căn ý là từ trái tim hay bộ não ạ? Con người ta có 6 căn, nó nằm ở 6 cái cơ quan vật lý khác nhau. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt nhãn nhĩ thị thiệt thân ý đấy. Thì mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân, còn ý căn thì nó nằm ở trái tim, nằm ở sắc trái tim. Và mọi cái suy nghĩ của mình, cái tư tưởng, cái tư duy của mình hàng ngày nó phát sinh ra từ ý căn này rất là nhiều. Những cái suy nghĩ ấy nó sinh lên từ ở trong sắc trái tim của mình rất là nhiều. Do mình, nhưng mà là cái từ cái ý căn của mình thì nó có thể hướng đến mọi nơi. Nó có thể, vì hàng ngày đôi khi nó hướng lên trên đầu và mình cảm giác như những cái suy nghĩ đấy nó đang ở trên đầu. Cho nên người ta hay nghĩ rằng những cái suy nghĩ, ý thức nó nằm trong bộ não. Vì người ta sẽ suy nghĩ như vậy, người ta tưởng nó là như vậy. Nhưng thực ra cái gốc của nó không phải nó nằm trên bộ não, mà nó nằm ở trong sắc trái tim, sắc ý vật. Thế là nó phát khởi nên những cái suy nghĩ từ ở đó chứ không phải ở bộ não. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Miêu Nhi trên YouTube. Con thường hồi hướng cho người thân, quyến thuộc trong nhiều đời, nhiều kiếp lẫn các chúng sinh khác. Con có nói rõ các đối tượng nhận công đức sau khi hành thiện, bố thí, cúng dường. Nhưng gần đây con nghe giảng là chỉ khi đối tượng nghe, nhìn, biết và sinh tâm hoan hỷ với công đức được hồi hướng thì mới có được hiệu quả. Vậy có phải các đối tượng trên không hề nhận được do vốn họ gần như không thể hay biết và không có mặt lúc ấy ạ? Đúng như thế. Nếu mà mình hồi hướng công đức đấy cho ai mà cái người đấy có nghe, có thấy, có hiểu, có hoan hỷ, có tác ý theo, có khởi nên cái thiện tâm như vậy thì họ mới nhận được công đức ấy. Công đức ấy nó sinh lên do cái tâm của họ khởi nên cái tâm thiện, hợp trí tuệ thì nó mới là công đức. Còn với cái người không thấy, không nghe, không biết gì, không tác ý, và có thấy, nghe, biết mà không hoan hỷ theo, không khởi nên những cái thiện tâm ấy thì không có công đức được. Nên là việc mình hồi hướng thì mình hồi hướng. Còn việc mà ai nhận được là do người đó có thấy, có hoan hỷ thì họ mới nhận được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thế Sơn. Các tu sĩ thiền dưới thời tiết khắc nghiệt ở Tây Tạng mà vẫn ở trong trạng thái cơ thể bình thường, họ đang sử dụng phương pháp thiền gì ạ?
Thiền nó có nhiều cái pháp thiền, rất rất nhiều pháp thiền khác nhau. Có những cái pháp thiền nếu mà người ta thực hành do cái chú tâm mạnh mẽ, thì có những người thì do cái sự thực hành đấy nó phát sinh ra từ cái tâm định tĩnh theo pháp thiền của Đức Phật, thì là từ cái chánh niệm đi đến định tĩnh, đi đến nhất tâm, đi đến các cái tầng thiền thấp cao khác nhau. Còn có những cái pháp môn tu luyện thì người ta dựa vào những cái khí công ở trong cơ thể của người ta, thì trong những cái năng lực khí công ấy người ta cũng chống chọi lại được những cái sự khắc nghiệt, những cái sự khó chịu ở bên ngoài. Họ cũng có được cái sức kham nhẫn cao, có được một cái sức khỏe bền bỉ rất phi thường. Thì đại đa số những cái pháp thiền mà nó liên quan đến khí công thì người ta sẽ có những cái sự biểu diễn bên ngoài mà một cái người khác thấy rất là phi thường. Nhưng đó không phải là sự tu tâm, mà đó nó chỉ là sự luyện, rèn luyện về những cái khí ở trong cơ thể này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một chúng sanh ở cõi Phạm Thiên khi mệnh chung thì vị đó từ cõi Phạm Thiên ấy sẽ tái sanh xuống các cõi thấp hơn theo tuần tự hay sẽ có thể tái sanh vào bất kỳ sanh thú nào ạ? Một vị ở cõi Phạm Thiên thì có rất nhiều cõi Phạm Thiên cao thấp khác nhau. Có những vị ở cõi Phạm Thiên, ví dụ khi chết vị ấy sinh về cõi Tứ Thiền. Nhưng khi sinh về cõi Tứ Thiền rồi, vị ấy vẫn tinh tấn hành thiền, chứng các tầng thiền vô sắc giới, và khi chết vị ấy lại sinh về các cái tầng thiền vô sắc giới cũng được. Có những vị trong khi sinh về cõi Phạm Thiên quảng quả Tứ Thiền rồi, vị ấy tinh tấn hành thiền và khi chết vị lại tái sinh lại cõi Tứ Thiền đấy, chính cõi đấy luôn cũng được. Hoặc là vị đó lười hơn một chút, giải đãi hơn một chút, khi chết lại rơi xuống cõi Tam Thiền, cõi Nhị Thiền hoặc cõi Sơ Thiền cũng có thể nó sẽ như vậy. Nó tùy theo cái mức độ khi về đấy rồi vị ấy vẫn là một chúng sinh, vị ấy vẫn có sự thực hành hoặc không thực hành những thiện pháp cao thấp khác nhau. Hoặc là vị ấy sinh về đấy rồi, vị ấy sinh ra cái tà kiến nghĩ rằng ở cõi này là vĩnh hằng thường hằng rồi, sống lâu sống dài sống dai sống bất tử, không bao giờ chết, khỏi phải làm gì nữa, không cần tu nữa, ngồi chơi hưởng thụ. Thì lúc chết vị ấy sẽ rơi xuống cõi dục giới, vị ấy có thể sinh lại làm người hoặc sinh lại làm chư thiên. Chỉ có điều là một vị Phạm Thiên thì không bao giờ sinh thẳng xuống ba đường ác hay bốn đường ác đạo. Tức là vị ấy không bao giờ sinh thẳng xuống súc sinh, địa ngục hay ngã quỷ Atuna được. Vì khi ở cõi Phạm Thiên ấy, thì vị ấy vẫn nhập thiền thường xuyên. Cho nên là cái tâm tham dục, cái tâm dục giới, cái tâm bất thiện, tham dục sân hận nó không khởi lên ở trong tâm vị ấy được, cho nên vị ấy không tạo những ác nghiệp đáng phải đọa xuống cõi bất thiện được. Cho nên là nếu như một vị Phạm Thiên mà chết với cái tâm phóng dật nhất thì cũng chỉ sinh lại làm người mà thôi, hoặc làm chư thiên mà thôi, chứ không bao giờ sinh thẳng xuống súc sinh địa ngục được. Nhưng mà vị ấy vẫn có thể sinh lên cõi cao hơn hoặc là ngay tại cõi đấy được, nhiều đời cứ sinh luẩn quẩn ở cõi Phạm Thiên vẫn được. Các câu hỏi còn lại, con xin để lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idame punyam asawa khajam maham hodu. Idame punyam nidbanasa pachajo hodu mama punya pagam. Sapa sattanam acemi te sabbe metamang punya pagam napantu sadu sadu sadu.